Xin trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Lô Dũng. Thưa quý vị, dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành nước Mỹ, mặc dù đã có một số dấu hiệu khả quan hơn, nhưng mà số người chết vẫn chưa có giảm mạnh, số người bệnh cũng chưa giảm mạnh và số người hồi phục cũng chưa tăng mạnh. Tính đến thứ Hai, 13 tây tháng 4, thì số người chết đã lên tới hơn 23.500 người. Số người nhiễm bệnh đã lên gần 600.000 người và số người hồi phục thì mới có khoảng 43.000 người ở tại Mỹ. Các quốc gia khác trên thế giới thì cũng không có khá hơn. Chẳng hạn thế giới là đã có tới khoảng hơn 120.000 người chết và số người bị nhiễm bệnh đã lên hơn 2 triệu người và số người hồi phục chưa tới nửa triệu người. Các quốc gia giờ đang phải đối đầu với một cái chuyện là chẳng lẽ bây giờ cứ đóng cửa hoài, cách ly hoài, đến lúc nào đó phải mở cửa cho bà con làm ăn, cho bớt gọi là bị cuồng chân trong nhà. Tôi thấy ở Việt Nam có một số người bắt đầu bỏ đi ra ngoài đường. Ở Sài Gòn, Hà Nội, hai thành phố lớn bị người ta la quá trời, bị ông thủ tướng, ông phó thủ tướng như là ông sùm hết, không chịu cách ly. Rồi các nước khác thì họ tuân thủ hơn một chút, nhưng mà bắt đầu họ cũng phản đối. Chẳng hạn như cuối tuần vừa qua, trong cái ngày lễ Phục sinh, một số nơi bắt đầu phản đối, rồi ngay cả Quốc hội tiểu bang Kansas họ cũng bỏ phiếu chống lại các lệnh cách ly quá lâu đại khái của tiểu bang, vân 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 vân. Thì bây giờ câu hỏi lớn nhất là khi nào thì mở cửa, hay là mở cửa một phần nào? Đó là cái điều mà các chính quyền đang gọi là chờ đợi. Đặc biệt tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump trong cuối tuần qua đã nói rằng tôi sẽ phải có một quyết định lớn nhất trong đời tôi. Ông nói rằng như thế này: tôi không biết trước giờ tôi có làm một quyết định nào lớn nhất hay không, lớn hơn không, mà tôi biết cái quyết định sắp tới là quyết định lớn nhất trong đời tôi, là quyết định khi nào mở cửa nền kinh tế của Mỹ, chứ không thể để bà con cách ly về ngoài. Bây giờ là coi như đại đa số dân Mỹ được ở trong nhà, không đi làm, đường thì nó vắng tanh, đại khái như vậy. Kinh tế thì càng ngày càng xuống, bây giờ định bơm thêm tiền vô nữa. Hôm nọ định bơm 250 tỷ vô thì bên dân chủ không chịu, bây giờ dân chủ đề nghị là 350 tỷ thì ông Tông Tông có vẻ là đồng ý đó, đại khái như vậy. Thì nó có ba cách. Một đó là không mở cửa gì cả, tiếp tục cách ly như thế này cho đến ngày 30 tháng 4 theo đề nghị của Tổng thống Donald Trump. Hai đó là mở cửa toàn bộ. Ba đó là mở cửa từ từ. Như tòa Bạch Ốc ông nội dự trù là cái vùng nào mà không lây bệnh nhiều có thể tôi cho mở ra, vùng nào lây bệnh cứ để yên từ từ. Nhưng mà nó lại có những cái trở ngại là gì? Ông Tổng thống có cái quyền hay không? Hay là quyền là các thống đốc? Nó gây tranh cãi đó, là bởi vì các tiểu bang họ nói rằng bây giờ muốn mở cửa đó thì trước hết mình phải gia tăng cái chuyện xét nghiệm, coi những ai bị Covid-19, mình cô lập họ lại, thậm chí mình phong tỏa cái vùng đó luôn, để cho không ai ra đi vào, để cho chữa bệnh hết đó, rồi mình mới làm. Nhưng mà làm cái điều đó không phải là dễ. Bây giờ Mỹ quý vị thấy nè, vừa rồi thì coi như Nam Hàn là gửi qua 600.000 cái bộ xét nghiệm, mà cái kiểu mà thử bằng máu đó, không biết là bán hay cho hay là viện trợ tôi chưa biết, nhưng mà tôi mới đọc tin sáng ngày hôm nay Nam Hàn đưa qua 600.000 bộ. Mỹ thì bây giờ gia tăng cái chuyện xét nghiệm nhưng vẫn chưa đủ. Rồi Mỹ bây giờ thiếu khẩu trang, thiếu mặt nạ, thiếu quần áo, đủ thứ mà trước tôi trình bày quý vị đó, bây giờ phải nhập của các nước khác, hoặc là mua các nước khác, hoặc là nhờ các nước khác gia công, vân 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 vân. Bởi vì cái kho chiến lược thì nó đã cạn đó. Thế thì đến một lúc nào đó ông Tổng thống bảo là phải mở cửa. Thì hôm thứ Hai vừa rồi ông email như thế này, ông bảo là để mà giải quyết những cái mâu thuẫn và lẫn lộn, một số cơ quan truyền thông đưa tin giả, tin fake news, nói rằng các thống đốc mới có quyền mở cửa tiểu bang mình, chứ không phải Tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và chính phủ liên bang. Ông tweet ra như thế. Rồi ông tweet tiếp như này, trong lời tweet viết này: chúng ta phải hiểu toàn bộ, hiểu rõ ràng là đây là điều không đúng. Đúng không? Đây là quyết định của Tổng thống. Vì nhiều lý do. Vì nhiều lý do tốt cho đất nước. Và như tôi nói như vậy, chính quyền này và tôi đang làm việc cật lực với các thống đốc. Và việc này sẽ được tiếp tục. Và quyết định của tôi, thấy không, cùng phối hợp với các thống đốc và ý kiến của những người khác
sẽ được đưa ra trong thời gian ngắn. Có nghĩa là ông Tông Tông cũng bảo rằng đây là quyết định của tôi chứ không phải của ai hết, mà tôi sẽ phối hợp với các thống đốc. Đó. Thì cái điều đó không biết nó có đúng hay không. Rồi ông cũng nói thêm hôm cái thứ sáu trong cái phát biểu mà cái họp báo tòa ốc nói như thế này: tôi muốn để cho các thống đốc đưa ra quyết định này, mà tôi không muốn nghĩa là gọi là gì overrule, tức là gọi như là phủ quyết cái quyết định của họ, thấy không? Bởi vì nếu tính về hiến pháp, đó là cách mà người ta nên làm như vậy. Đó, thứ sáu ông nói như vậy, nhưng mà qua thứ hai ông lại nói khác. Và hôm thứ sáu ông nói luôn, nếu tôi không đồng ý, tôi có quyền phủ quyết cái lệnh đó của ông thống đốc, và tôi có quyền làm như vậy, Nhưng mà thay vì làm như vậy, thấy không? Thì quý vị sẽ gọi đây là một thể chế liên bang hay là gọi là hiến pháp, nhưng tôi cũng gọi đó là hiến pháp luôn, và tôi để cho họ quyết định. Đó là thứ sáu ông nói như thế. Nhưng qua thứ hai thì ngài lại nói khác, ngài bảo không, tôi có quyền nhé. À, thì cái này ông có quyền hay không? Chúng ta sẽ xem xét thử xem như thế nào. Nhưng mà qua ngày thứ hai, sau khi nghe ông Tông Tông nói như vậy, các thống đốc tiểu bang họ bắt đầu lo ngại. Là bởi vì sao? Họ cho rằng những cái gì mà tòa Bạch Ốc đưa ra đó, họ không đồng ý. Nhất là cái cách mà ba hồi tòa Bạch Ốc bảo là chết 100.000 người, 240.000 người, bây giờ tụt xuống còn 60.000 người. Rồi tòa Bạch Ốc đã không đưa ra cái chính sách gọi là cách ly kịp thời để nó xảy ra những chuyện ngày hôm nay các tiểu bang họ phải đưa ra. Rồi cái ông bác sĩ Anthony Fauci đó, hôm Chủ nhật ông lên đài truyền hình chương trình State of the Union của đài CNN, ông lại nói nữa là nếu chúng ta có chính sách cách ly sớm hơn thì có lẽ là không có nhiều người chết như vậy. Mặc dù điều đó nói ra cũng khó bởi vì nó đã không xảy ra. Ông nói kiểu đó. Thì sau đó ông Tông tức quá, ông tweet ra mà đuổi Fauci, đuổi. À, người ta cũng sợ ông đuổi ông Fauci thiệt. Bởi vì trước đó độ hơn tuần nó đuổi cái ông Glenn Finn, là cái người phụ trách 2.000 tỷ đô la trong cái đạo luật mà cứu nguy kinh tế. Ông này bên Bộ Phòng trong đuổi luôn. Mà trước đó nữa ông đuổi cái ông Atkinson, là cái ông mà tổng thanh tra của tình báo, ông mà đưa cái báo cáo của whistleblower trong cái vụ mà Ukraine cho Quốc hội, thành ra mới là ra cái chuyện mà điều trần ông rồi chất phế ông Hạ viện mà được Thượng viện tháo bỏng. Ông đã từng đuổi hai ông này thì ông Fauci là chuyện nhỏ. Thế mà chiều ngày thứ hai thì tòa ông cho biết là không, ông Tông Tông không đuổi Fauci. À, thì cái đó là cái chuyện mà nó lên xuống như vậy. Thì bây giờ trở lại cái chuyện quyết định của ông Trump thì ông đang lẫn lộn như chưa biết như thế nào. Thì có một số tiểu bang bắt đầu họ không đồng ý. Vì những cái gì xảy ra tòa ốc trong thời gian qua, qua cái chuyện ông Fauci nói, qua cái chuyện Tổng thống Trump nói, qua cái chuyện nào là ký ninh, ký điếc, nói chung là họ có vẻ như họ không tin. Họ bảo không, chúng tôi là người có quyền. Thì có 9 tiểu bang ở bờ phía Tây, 3 tiểu bang California, Oregon và Washington, họ họp lại với nhau, họ lập cái liên minh miền Tây. Ở bên miền Đông thì có 6 tiểu bang, đó là Pennsylvania, Connecticut, Delaware, New Jersey, New York và Rhode Island. 6 anh này cũng kết hợp lại lập một cái gọi là giống như một liên minh, là coi như 2 liên minh Đông Tây, là 9 tiểu bang. Họ làm cái gì đây? À, họ muốn làm cái gì với Tổng thống? Xin quý vị đừng rời màn hình SCT, chúng tôi sẽ trở lại đề tài này sau ít phút thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị dưới màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247. Chúng tôi đang nói về cái chuyện là cái sự gọi là tạm gọi nhá, là đấu đá giữa chính quyền liên bang và chính quyền tiểu bang trong cái việc là khi nào thì mở cửa nền kinh tế để cho bà con làm ăn trở lại, và khi nào thì
ai có cái quyền này. Đó. Chúng tôi đã trình bày quý vị, nó hai trường phái mà trước đây tôi đã trình bày. Một trường phái muốn mở hết ra cho bà con làm ăn, có thể có một số người chết không sao ấy. Một trường phái thì bảo không, chúng ta phải giữ cho bà con an toàn đó rồi mới mở cửa làm ăn được. Đó. Dù chúng ta có nghèo chút xíu, đó. Nói thẳng ra chọn giữa xác chết và thịt bạc chọn cái nào, đó. Đại khái như vậy. Thì bây giờ ông Trump bảo là ông có cái quyền là mở cửa nền kinh tế. Nhưng mà các thống đốc bảo không, ngài không có quyền. Những cái gì ngài nói, nó chỉ mang tính cách cố vấn và đề nghị mà thôi. Bởi vì theo luật liên bang thưa quý vị, cái chuyện mở cửa thị trường tiểu bang mà Tổng thống đưa ra nó gọi là nâng Biden, nó giống như nghị quyết. Ở đây chúng ta để ý thường thường các chính quyền địa phương hay đưa ra nghị quyết này, những cái ngọn nọ bà con mình cứ tưởng đâu đó là luật là cấm đấy ạ. Thưa không, nghị quyết nó chỉ mang tính biểu tượng, nó gọi là nâng Biden, tức là không bắt buộc. Nó có giá trị và tinh thần, nó bày tỏ một cái quan điểm đó. Thì có, nhưng mà nó không có giá trị về mặt gọi là luật pháp. Chứ là cái bill á, cái bill đó nó mới gọi là cái luật. Còn resolution nó chỉ là nghị quyết mà thôi. Thì cái nâng Biden này của ông Trump đưa ra mà gọi là tới ngày 30 tháng 4 nó là nâng Biden. Nhưng mà rõ ràng là nó có gây sức ép tâm lý lên các tiểu bang và người dân. Và từ đó các tiểu bang và người dân họ gây sức ép lên chính quyền tiểu bang, và chính quyền tiểu bang có thể dựa trên đó để mà làm theo. Ví dụ tại ốc hôm nọ đưa ra tổng thống khuyên là trên 10 người không được tập trung. Thì một số quận hạt ở một số tiểu bang họ áp dụng, nó có chỗ thì bảo là không quá 25 người, chỗ là không quá 10 người. Như Orange County bảo là không được tập trung, chả cho con số gì cả, nói chung là tùy theo. Thì cái mà ông Tổng thống đưa ra nó chỉ mang tính cách gọi là hướng dẫn, nhưng mà nó cũng có giá trị là gây áp lực chứ phải không. À, và như tôi nói các chính quyền địa phương dựa theo đó nhưng mà không bắt buộc. Thế thì bây giờ chính anh này, anh bảo là không được, chúng tôi sẽ lập ra một cái liên minh, một ủy ban để bảo vệ sức khỏe cho người dân, bao gồm các giới chức y tế cộng đồng, các giới chức phát triển kinh tế và các chánh văn phòng của những tiểu bang này để làm việc với nhau để quyết định khi nào thả lỏng nền kinh tế hoặc là khi nào ngăn chặn Covid-19. Đó. Họ nói như thế này trong thông cáo báo chí họ đưa ra, chúng tôi sẽ là không cần phải làm việc cùng với nhau hay là đưa ra một giải pháp gọi là phù hợp với tất cả. Nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh cái chuyện là phối hợp trong khu vực. Đó. Bởi vì làm sao mà đưa ra một cái giải pháp one size fit all, tức là một cái này áp dụng tất cả ở nơi khác. Ví dụ như California tới 40 triệu dân, Oregon có mấy triệu, Washington mười mấy triệu, đại khái nó khác nhau như thế. Rồi cánh miền Đông cũng vậy, anh thì nhỏ xíu như Connecticut, Rhode Island, New York lớn, không thể áp dụng giống nhau. Nhưng mà họ phối hợp với nhau. Thì cái này nó gây cái cản trở, nó gây cản trở. Là bởi vì sao? Có thể những cái tiểu bang này là họ cứ giữ hoài, họ không chịu mở cửa ra. Thì nó kẹt. Thấy không? Bây giờ ví dụ này, ở miền Tây nước Mỹ này, Oregon, California, Washington, họ thành lập cái gọi là gì? Western State Pact, Kaya Pact, là hiệp ước ghê không? Giống như hiệp ước các tiểu bang miền Tây. Thấy không? Cùng làm việc với nhau để mở cửa các nền kinh tế. Họ nói rằng tuy mỗi tiểu bang có một kế hoạch riêng, thấy không? Nhưng mà những tiểu bang này sẽ dựa trên cái chiến lược của miền Tây, bao gồm kiểm soát Covid-19 trong tương lai. Cái thông cáo chung họ nói là các tiểu bang chúng tôi sẽ chỉ làm việc với nhau một cách hiệu quả mà thôi. À, thì đó là cái chuyện mà bây giờ không biết sao đây, không biết đi về đâu. Rồi cái ông Gavin Newsom, thống đốc California hôm thứ Hai còn nói thế này là chúng tôi đang phối hợp với nhau, thấy không? Để mà đưa ra một cái gọi là lộ đồ dựa theo cái suy nghĩ của California và sẽ mở cửa nền kinh tế dựa trên sự kiện, bằng chứng và khoa học. Đấy giờ nói ghê quá, nói cái gì mà sự kiện, bằng chứng, khoa học kinh quá, tức là không có dựa trên những cái lời gọi là ý ông nói là những cái lời mà nói mà nó không có căn cứ, là chúng tôi không dựa, chúng tôi dựa trên những cái này bởi vì là chúng tôi lo cho người dân. Và hiện nay thì các tiểu bang này vẫn còn, và nhiều tiểu bang khác vẫn còn áp dụng cái lệnh cách ly ở nhà. Đó. Trong các tiểu bang mà chống cách ly này có anh Florida nha. À, cái anh Florida là đã từng nghĩa là không chịu đóng cửa, không chịu cách ly, còn nói với ông Trump là ô tôi chỉ cách ly cái miền Nam thôi, là khu vực Miami, khu đó là người ta ra vô nhiều, vùng biển Caribe này kia nó gọi là lây bệnh ở miền Bắc này, chỗ Tallahassee rồi Orlando đó, Jacksonville là chúng tôi không bị gì cả,
cái ông công đời đời sen tít của Florida có nói chống lại lệnh, mặc dù ông này cộng hòa cùng ông Trump mà bạn ông Trump, nhưng mà bởi vì quyền lợi của tiểu bang, bởi vì nếu mà đóng mà cách ly như vậy thì thưa quý vị là chỗ Orlando, Disneyland người ta không vô, đại khái là như thế. Thì cuối cùng thì ông này ông cũng phải chịu cách ly, mà khi mà cách ly thì Florida cũng chết mấy trăm mạng rồi đó, đại khái như vậy. Thế thì bây giờ làm sao đây, làm sao giải quyết chuyện này, trong khi ông tổng thống thì bảo là tôi nhất định tôi có quyền đó, mấy ông thống đốc bảo không, rồi chúng tôi chống lại, chúng tôi mở cửa chúng tôi. Và như tôi nói hồi nãy đó, nếu ông tổng thống cũng nhất định ông bảo là tới ngày 30 tháng 4 mở cửa thì cái đó nên Biden đúng không, không bắt buộc. Nhưng mà người ta nói là nó có thể gây sức ép với một số tiểu bang và người dân của các tiểu bang đó mà đang bị cách ly, bởi vì những người này bây giờ ở trong nhà họ quần chân quá rồi, thấy không, họ muốn đi ra đường. Có một gọi là cái gì, một em tóc vàng sợi nhỏ dưới ngõ mà bây giờ không đi thăm được, đại khái rồi cả tháng nay thì nó hơi kẹt, nó đại khái như thế. Rồi muốn đi ra uống một ly rượu, muốn đi coi một cái phim mới, đại khái như vậy, những thứ người ta muốn đi đó. Đó thì bây giờ ông tông mà ông phán như thế thì bảo đảm là cư dân một số vùng nó sẽ viết thư lên, gọi điện thoại cháy máy luôn cho các giới chức y tế của quận hạt hay là của tiểu bang mở cửa chứ. Tôi xài hết tiền rồi, nay mai tiền 1,200 về đâu rồi. Hôm thứ bảy vừa rồi là sở thuế đã bắt đầu gửi bỏ vô account cho một số người rồi, đại khái rồi xài hết rồi, tiền thất nghiệp xài hết rồi sao đây đó, đại khái như thế. Thế bây giờ người ta đặt ra câu hỏi, giả sử như ông tông ông nói rằng là ngày 30 tháng 4 là chúng ta không có cách ly nữa, mà hôm trước ông nói là ông hy vọng tới 1 tháng 6 là mọi chuyện clear nhá. Tức là có thể từ 30 tháng 4 ông kéo dài thêm một thời gian nữa, nhưng mà dứt khoát tới 1 tháng 6 là phải ngưng. Phải ngưng và phải xả cảng. Và trong tuần vừa qua đã có ít nhất là 3 nơi theo tôi biết, tiểu bang New Jersey, tiểu bang Michigan và Los Angeles County là họ đã gia hạn tới 15 tây tháng 5. Chứ không phải 30 tháng 4 nữa, họ gia hạn thêm nửa tháng nữa. Đó. Mà ông tông thì ông tính là tháng 6 là phải xong. Và ngày hôm qua ông bác sĩ Anthony Fauci còn nói một điều mà ông tông còn lo ngại nữa. Đó là ông nói rằng nếu chúng ta mở cửa quá sớm, có thể bệnh tái phát và có thể kéo dài tới mùa thu, là mùa gì? Mùa bầu cử. Ông nói luôn có thể là nếu mà nó kéo dài đến đầu tháng 11 thì cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3 tây tháng 11 là bầu cử tổng thống và 435 dân biểu liên bang và hơn 30 thượng nghị sĩ liên bang và nhiều chức vụ khác nữa. Bà con sẽ không đến phòng phiếu đi bầu được, mà phải bầu bằng thư. Bầu bằng thư đó thì là không có lợi cho Đảng Cộng Hòa, chỉ có lợi cho Đảng Dân Chủ. Bởi vì sao? Nếu bầu mà vừa thư vừa người đi bầu đó, thì thường thường những người đi bầu đó những cái vùng mà thôn quê người ta chiêng người ta đi, còn mấy anh thành phố, mấy anh dân chủ, mấy anh lười lắm, không chịu đi, anh khoái gửi thư đó. Thành ra cái đó cũng làm ông tông lo sợ. Thế bây giờ người ta đặt ra câu hỏi là ông tông có nên ra thiết quân luật hay không? À, tổng thống có quyền đưa ra thiết quân luật nhá. Nếu ông đưa thiết quân luật là các tiểu bang phải nghe. Thiết quân luật là giống như là thời chiến vậy đó. Đó. Thì bây giờ người ta chưa biết là tổng thống có dùng đến cái mức đó hay không, bởi vì thưa quý vị, nếu sử dụng đến thiết quân luật thì kinh lắm, là lúc đó phải huy động, nghĩa là vệ binh quốc gia ở 50 tiểu bang để áp lực những cái ông, nghĩa là thống đốc, những cái ông tiểu bang, những ông quận hạt, những nhà hàng phải mở cửa. Đó là có cái chuyện. Nhưng mà mình không biết chuyện đó có xảy ra không, nhưng mà đó là cái mức độ mà người ta đáng sợ rằng có thể ra. Bởi vì nếu ông Tổng thống ông nói mấy ông kia không nghe thì tôi chơi thiết quân luật. Liệu Mỹ có sử dụng thiết quân luật để giải quyết vấn đề Covid-19 này không? Chúng ta sẽ phải chờ trong những ngày tới trong cuộc đấu đá giữa Tổng thống Hoa Kỳ và 9 thống đốc của 9 tiểu bang mà như tôi nói nằm trong hai cái liên minh miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Thì đó là những gì chúng tôi gửi đến cho quý vị trong tuần vừa qua. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.